Hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái món rất là đặc biệt mọi người. Đó, mình có chuẩn bị một trái dừa rồi mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái món kết hợp giữa đất liền và biển. Mà bây giờ chưa biết mặt cho mọi người biển là cái gì nha. Mọi người cùng đón xem nha. Rồi mọi người ơi, mình tiết lộ cái món giữa đất liền và biển nha. Đây nè, đây là dừa đất liền nè, mọi người thấy không? Đó. Rồi, đây là ốc nè. Ốc voi nha mọi người. Nè mọi người có thể nhìn thấy nè. Nè, ốc voi ngoài biển nè mọi người. Đó, hôm nay mình sẽ làm cái món ốc voi luộc trong trái dừa nha. Đó, mọi người cùng theo dõi xem cái món này sẽ như thế nào nha. Bây giờ mình tiến hành chặt trái dừa ra để mình để ốc vô nha. Mình chặt sao để giữ nguyên cái dừa để mình còn úp lại nữa nha mọi người. Đó, mình sẽ chặt như vậy nè. Đó. Đó, mọi người thấy không? Chặt như vậy thì nó sẽ còn nguyên. Giờ mình sẽ để ốc vô thì nó khi mình đậy lại để mình nấu. Đó, mọi người thấy không? Giờ mình tiến hành để ốc vô nha. Ôi, nước nhiều quá, nhưng mà phải uống một ít mọi người. Nước dừa này hơi chua, mà luộc mình nghĩ chắc là ngon. Rồi, giờ mình tiến hành bỏ ốc vào nha mọi người. Đây nè, ốc này là ốc voi biển nè. Đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ mình tiến hành bỏ vô trong trái dừa nha. Nha, ốc voi nè. 2 em, 1 em, 2 em, 3 em, với 2 em, 2 em ốc vú nữa nè mọi người. Đó, đây nghe ốc vú nhỏ nè. Đó, mọi người thấy không? Bỏ vô luôn nha. Rồi. Rồi bây giờ mình đậy lại nè, nắp của nó nè, mình chặt vừa còn lại nè, đậy nha. Đó, rồi bây giờ là mình tiến hành nhúng lửa rồi mọi người. Mọi người ơi, nè mình đã làm cái chỗ mà để cái trái dừa lên này nè, bây giờ mình bắt đầu nhúng lửa nha. Lá dừa nãy mình chuẩn bị sẵn rồi nè, rồi bây giờ mình đốt lên nha. Đốt nãy giờ tầm hơn nửa tiếng qua trôi qua rồi, nghĩ lên chắc nó là chín rồi. Bây giờ mình tiến hành để nguội chút xíu nữa mình lấy ra thưởng thức nha.
Đây nè mọi người, sau hơn nửa tiếng thì hiện tại bây giờ nè, vừa luộc ốc biển nè. Thành công rồi nè mọi người. Không biết mùi vị như thế nào thôi. Đó mọi người thấy không? Ở trong bốc bốc khói nè. Đó. Rồi đây mọi người, món ăn của chúng ta nè. Đó. Khui nha. Đây nè. Hổ nó gần còn tươi lắm mọi người. Ăn kèm với muối ớt nha. Đó mình mới bẻ chanh với ớt á. Đó, mọi người thấy chưa? Giờ mình đổ ra nha. Ra ốc voi nè mọi người. Đây nó cứng quá. Đây. Rồi, ra rồi mọi người. Đây, ngon lành nha. Chín chín nha mọi người. Mùi cũng rất là thơm á. Đây. Vậy mời mọi người cùng dùng với mình nha. Thưởng thức thử một con trước mọi người. Đây nè. Cũng rất là ngon nè mọi người. Chấm với muối ớt chanh. Rất là thơm. Ngon lắm mọi người. Mùi hơi chua chua chút xíu. Chua chua là mùi của dừa nãy mình bẻ trái dừa hơi non mọi người. Dừa nè. Mùi thơm. Nói chung là món này rất là ngon mọi người. Lần đầu mình mới nấu món này. Cảm thấy rất là ngon. Mời mọi người một con nữa nha. Đây mọi người. Đó. Mời mọi người một con nữa nha. Ngọt và dai dai rất là ngon mọi người. Mình thử ngắm màu dừa này ăn được nhé. Ngon chưa không? Màu dừa ăn thơm, thơm lắm. Dừa ăn rất là thơm mọi người. Ngóc này chắc nó thuộc vô mình nghĩ lấy không ra được rồi mọi người. Mình dừa thơm lắm nha. Bởi vì hôm nay đó là những gì mình muốn chia sẻ. Những con này chút xíu nữa ăn mọi người. Cũng hơi tối rồi, quay clip cũng không được đẹp mấy mọi người. Mình xin tạm dừng clip ở đây nha. Đó, hôm nay clip này là những gì mình muốn chia sẻ đến mọi người cùng xem, giải trí. Mọi người thấy clip thú vị thì nhớ chia sẻ video, đăng ký kênh, ủng hộ Hoàng Linh Vlog nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.